TC88 Audio xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Thưa quý vị và toàn thể các bạn thân mến, thì hôm nay TC88 Audio lại làm một video để giới thiệu đến những quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc những sản phẩm mới về bên TC88 Audio. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì trong cái tổng cục đời AIM Q70 và CD3080, ngoài ra thì còn rất nhiều dòng loa như Melo, Delnit và BOB. Thì thưa quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay TC88 Audio đã giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc mixer có mã là có tên là Phi-Phi, và TC88 Audio về theo được cái lô này, lô đẩy Vlix kia thì lẫn một con mixer này khá là nặng, mặc dù nó mỏng như chỉ 2U thôi nhưng nó khá là nặng nhé quý vị và các bạn nhé, hàng Mỹ nhé. Đây là hình thức của chiếc mixer thì khá là đẹp, hình thức khá là đẹp, và mixer được có tên là Phi-Phi nhé, Margin USA. Thưa quý vị và toàn thể các bạn thân mến, thì TC88 Audio từ ngày làm về âm thanh, bây giờ hôm nay mới gặp chiếc mixer này. Nó có thể nói là nó khá là dị và khác biệt. Có model là Auto Mix 2. TC88 Audio cũng không hiểu lắm về những chiếc mixer này. Anh em nào làm về show, sự kiện, chuyên môn thì sẽ hiểu. Hình thức khá đẹp, đẹp gang sài bang luôn quý vị và các bạn nhé. TC88 Audio sẽ quay thật chậm cho quý vị và các bạn xem chiếc mixer này, và đây là mặt trước, tổng quan mặt trước của nó. Nó là hai cái ốc thì trong mình tháo, người ta mới nhấc cái tấm meca, ta mới có thể quay bên trong để xem cái ốc bên trong của nó. Made in USA quý vị và các bạn nhé, hàng Mỹ. Chính vì vậy lớp sơn này nó cũng khá là bóng bẩy, nó không bị bay màu theo thời gian, khá là nặng, không hiểu vì sao nhưng nó khá là nặng. Mặc dù chạy nguồn xung không phải nguồn điện áp, nguồn auto volt quý vị và các bạn nhé. Và đây là tổng quan mặt sau của nó. Điện châu Âu 230V 50-60Hz 15W. Điện này điện theo chuẩn của châu Âu quý vị và các bạn nhé. 230V. Hàng này hàng xuất châu Âu nhé. Tên Phi-Phi đây. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì nó sử dụng những cái jack bắt tín hiệu này rất chắc chắn. Quý vị và các bạn có thể rổ ra, chúng ta gài vào đây và chúng ta xoay ốc này, xoay ốc vào những cái cực này. Đấy. Xoay ốc vào những cái cực này, tín hiệu vào những cái cực này và lại cắm vào đây. Bởi vì sở dĩ là những anh em đi làm show thì mới hiểu được những cái sự quan trọng của những chiếc jack này. Chúng ta đều biết rằng chúng ta dùng những chiếc jack Canon hoặc bông sen thì lâu ngày nó cũng bị tín hiệu, nó sẽ bị kém đi, chập chờn. Nhưng khi chúng ta bắt bằng những con ốc vít này thì hầu như tín hiệu cực kỳ ổn định nhé. Cực kỳ ổn định. Chỉ những hàng chuyên nghiệp, chuyên cho sân khấu, hội trường thì người ta mới sử dụng những chiếc jack như thế này. Đây là những thiết bị chuyên sử dụng, chuyên sâu cho những anh em làm về phòng thu, hoặc làm về sân khấu hội trường lớn nhé. Chỉ những thiết bị chuyên nghiệp này thì người ta mới sử dụng những chiếc jack như thế này. Có thể nói là độc và dị, không phải ai cũng biết sử dụng sở hữu sử dụng những con mixer như thế này. Bởi vì là những anh em nào làm về show sự kiện hoặc là những anh em nào phải đam mê tìm hiểu thì mới biết được. Vì TC88 Audio cũng và rất nhiều, nhưng mà đến những con mixer như này thì TC88 Audio cũng thấy là những cái jack ấy của nó khá là chuyên nghiệp quý vị và các bạn nhé. 8 channel đồng nghĩa với 8 nút xoay đằng trước này. Và chúng ta đến với nội thất bên trong của nó nhé. Khá nặng, nặng như một con đẩy. Đây,
Đây là nội thất bên trong của em nó. Quý vị và các bạn thấy từng những con tụ. Tụ nó làm khá là cao cấp. Chữ dây dẫn và mạch thì đây, chúng ta thấy tụ điện trở hàng Mỹ. Thì nó làm khá là linh kiện khá là cao cấp. Từng chiếc dây nguồn tụ thì làm khá là cao cấp quý vị và các bạn nhé. Hệ thống nguồn riêng đây, riêng biệt. Nó mạch này thì nó gồm hai lớp quý vị và các bạn nhé. Những con vi xử lý thì nằm bên dưới của những chiếc mạch này. Và đây là những chiếc bo xử lý tín hiệu nữa. Thì nó cũng được tích hợp cả một cái bo đứng thì tín hiệu này. Toàn là IC dán nhau. Thì TC8 model cũng không không va trong này nhiều. Nhưng chỉ những em nào đam mê về mixer hoặc hiểu mixer thì mới va trong này nhiều nhé. Trên mạch thì đều cũng ghi tên tuổi rồi ghi ký hiệu đầy đủ. Sản xuất năm 1998 quý vị và các bạn nhé. Cũng khá lâu rồi nhưng nó là hàng của Mỹ. Chính vì vậy nên là chất lượng linh kiện rồi độ bền của nó thì ta khỏi phải bàn rồi. Khá là trâu bò, nhất là những thiết bị xử lý tín hiệu này thì chả bao giờ nó bị hư hỏng vì nó không có công suất. Đơn thuần là như vậy thôi. Nó gồm cái bo xử lý tín hiệu mặt trước và mặt sau. Toàn những IC dán, điện trở dán, li ti rất. Ngoài ra nó còn những con TC8 ở đây đoán đây là những con tụ hoặc những con gì tròn tròn cũng có là rất là khó hiểu. Chưa vào bao giờ nên là rất là khó hiểu. TC8 ở đâu nghĩ là đó là những con tụ hoặc những con cản để lọc nhiễu cho âm thanh. Những con này thì nó có đều có tên là 70500851 ACM. Thì đấy là ký hiệu thì cũng không 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 phải là ký hiệu, đấy chỉ là cái mã số thôi. Nếu mà ký hiệu thì TCM8 Modo lại nhận biết đấy là tụ hay là quật cảm, nhưng đây nó không phải là ký hiệu, nó chỉ là cái mã số thôi. Nhìn hàng của Tây nó làm thì chắc chắn anh em trên miền Tổ quốc không thể nào mà chê được rồi. Nó làm rất tinh vi từ năm 1998, như làm những đường mạch có thể nói là rất nhỏ nhưng cực kỳ chi tiết. Chúng ta sẽ đến với mặt tổng quan mặt trước và xem được những cái thiết kế bên trong bên ngoài của nó. Cái mặt trước của nó muốn chúng ta muốn thảo khiển muốn chỉnh được bát chép, chỉnh được biên độ tần số thì ta phải tháo cái mặt meca này ra quý vị và các bạn nhé. Cái xe 8 nó đã tháo sẵn rồi để cho quý vị và các bạn đỡ phải mất việc chờ đợi lâu. Đây, chúng ta lại quay về tổng quan mặt trước của nó. Thì mặt trước của nó quý vị và các bạn thân mến thì bên trong nó cũng khá nhiều nút vặn, bao gồm channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, 5, 6, 7, 8 và có cả S-Master, rồi cắt cần, low, mid, high, rất nhiều chức năng. Có thể nói là đây là những chiếc mixer tích hợp khá là nhỏ gọn nhưng cũng đủ để cho quý vị và các bạn sử dụng. Nó lên được 8 channel, nghĩa là 8 mic đầu vào, thao quý vị và các bạn có thể dùng được 8 channel. Đây quý vị và các bạn này. Và điều đặc biệt của nó cũng có cả những cái nốt gạt auto này,
gạt là sang nếu mic Bolenso là mic dây đấy thì chúng ta gạt sang 48V này. Rồi nói chung là rất nhiều những chế độ bên trong đây, thì quý vị và các bạn nào phải đam mê thì mới hiểu được. TC808 đồ cũng không va những cái dòng mixer này nhiều. Chính vì vậy nên chỉ biết rằng là nó về như này thì TC808 Mono lẫn vào những lô cục đẩy thì TC808 Mono đang bán cho quý vị và các bạn thôi. Chứ còn để hiểu hết về nó thì và những quý vị làm bên sân khấu hội trường, những vị đam mê về mixer và những người biết chơi thì mới hiểu được những dòng mixer này rất độc và hiếm như quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn lên mạng cũng không gặp được không và những dòng mixer ở đâu, rất độc và hiếm đấy. Mặc dù nhỏ nhưng nó có rất nhiều chức năng bên trong mà những chiếc mixer thông thường không có, quý vị và các bạn nhé. Rất nhỏ gọn thôi nhưng đẳng cấp của nó thì hơn rất nhiều những dòng mixer quý vị và các bạn thấy trên thị trường hiện nay, to chà bá ra nhưng để độ chất như chiếc con này thì chắc không có đâu. Đây, đây là tên của nó nhé, Phi Phơi. Có thể nói là tây nó làm mặc dù cũng khá lâu rồi nhưng cái nước sơn của nó và hình thức thì nó cũng khá đẹp. Và tổng quan thế cho quý vị và các bạn biết, cái mixer này TC808 bán ra cho quý vị và các bạn với giá nó cũng hợp lý nhá, 3 triệu đồng. Cho anh em nào mà làm thì hãy liên hệ ngay với TC88 Audio nhé, với giá 3 triệu đồng. Vì TC88 Audio nhập con này cũng không rẻ đâu nhé. Con này là hàng Mỹ quý vị và các bạn nhé. Điện là chạy 230V. Hàng xuất châu Âu nhưng không phải hàng chạy 120V, tại phải mua một cục đổ điện thì khá là mệt người. Con này là hàng chạy điện 230V luôn. Rồi. Video của TC88 Audio đến đây là kết thúc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn mua sắm bất kỳ những thiết bị âm thanh nào thì liên hệ ngay với TC88 Audio với hai số điện thoại là 0853 67 8688 0839 65 8688. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn vào những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.